động thì đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra cái cần số là nằm ở số B, và sau đó chân chúng ta đạp thắng, đạp phanh và nhấn nút nguồn khởi động. Đó, bây giờ máy nó nổ nha. Rồi, trên cần số này nó sẽ có bốn số, đó là số B. Số B là viết tắt của chữ của từ parking. Sau đó là số R là reverse. Số N là neutral, là số mo. Số D là viết tắt của từ driver, là có nghĩa là số tiến. Và số S là số mạnh. Số này là để dùng để đi đường lầy lúng, trơn trượt hay dốc cao. Nó là viết tắt của từ slow. Thì đầu tiên là ngay chỗ cần số nó sẽ có một cái nút, chúng ta bấm cái nút kéo về cần số D. Và trên mặt đồng hồ nó sẽ hiện lên là chữ D. Sau đó chúng ta nhả phanh tay và bật xi nhan trái và quan sát gương bên trái, xem quan sát xem thử là đủ điều kiện an toàn để chúng ta bắt đầu đề ba chưa. Rồi bây giờ là mình bắt đầu nha, buông thắng ra và chạy. Chúng ta cứ lấy ra từ từ nha. Đó, rồi ok, tắt xi nhan, mình cứ chạy bình thường. Chuyển lên bên nào thì chúng ta nhìn gương bên đó và bật xi nhan bên đó. Rồi còn về cách cầm vô lăng thì cầm vô lăng cơ bản là tay chúng ta, tay bên trái chúng ta để ngang cái nấc 9 giờ. Ví dụ đây là một cái đồng hồ thì chỗ này là số 9 và bên này là số 3, thì người ta gọi là cầm tay theo số 9 giờ 15. Thì tay bên trái là mình để số 9, tay bên phải là để số 3. Đoạn này là 60 cho nên là mình chạy 60. Hiện tại là mình đang đi trên đường quốc lộ 1A. Thì cái đoạn này là nó có, để mình chuyển làn qua đây, tại cái lane này bên ngoài nó gồ ghề quá. Rồi, mình chuyển qua lại. Thì lên mình đang đi là lên ngồi, và lên đây mình gọi là lên giữ, và phía trong cùng gọi là lên trong lề, lên xe máy. Khi chúng ta đi lên ngồi thì các bạn phải quan sát gương bên phải nhiều hơn. Bởi vì sao? Xe du lịch bấm kính lên chạy máy lạnh không có nghe cái gì hết đó nha. Nhiều khi xe phía sau họ đang lên mà mình lấy ra thì rất là nguy hiểm, cho nên là các bạn phải quan sát gương thường xuyên. Không biết tối không, nóng quá, em tăng máy lạnh, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống.
tay bên trái chúng ta cầm ngay chỗ cái điểm 9 giờ này. Đó. Thì để chúng ta control cái cần gạt. Cần gạt bên này là để điều khiển đèn ha, cũng như là cốt pha, xi nhan trái phải. Còn tay bên phải là chúng ta để ngang số 3. Thì chúng ta để control cái cần gạt nước nè, cần gạt mưa nè và rửa kính nè. Các bạn nên tập một cái thói quen là khi chuyển làn thì bật xi nhan nha, cho nó thành một cái thói quen luôn thì chạy xe nó sẽ bảo đảm an toàn hơn. Rồi bây giờ ví dụ như là phía trước cách mình 100m, mình muốn rẽ trái ngay chỗ tại chốt đèn, thì khi còn cỡ 5 đến 70m thì ta bật xi nhan bên trái. Chúng ta bật xi nhan trái trước nha, trước từ 50 đến 70m. Hoặc càng xa thì càng tốt, để cho xe nếu như mà có xe đi phía sau. Nếu như mà có xe đi phía sau, họ đang bám đít mình thì họ biết là mình đang rẽ trái thì họ sẽ chủ động để thắng hoặc là chuyển làn.